Hi, xin chào các bạn đã quay lại với kênh 105 Shop. Thì hôm nay cửa hàng của mình sẽ báo cho các bạn một tin rất là buồn. Đó là Michelin Blockchip 1 đã chính thức hết hàng, công ty cũng đã hết hàng mà nhà máy cũng đã ngừng sản xuất. Chỉ riêng X135 Shop là vẫn còn hàng để phục vụ cho các bạn cho đến hết tháng 12 này. Và sau tháng 12 thì khả năng size của mình lẻ rất là nhiều. Thì hiện tại mình đang đầy đủ các size, City thì vẫn còn nha các bạn, nhưng Blockchip là nó đang hết, vì nó đã chuyển giao qua một cái công nghệ mới và một cái văn gai mới, đó là Blockchip 2. Blockchip 2 thì nó đã ra mắt hồi 6 tháng 7, thành ra là nó ra mắt cũng lâu rồi các bạn. Đó, bây giờ thì bên mình mới về hàng và hiện tại Blockchip 2 bán rất là chậm nha các bạn. Thứ nhất là sao, cái văn gai của nó nhìn nó rất là lạ, nó không có được bắt mắt. Mình do mình quen cái mẫu đó rồi á, qua mẫu mới thì mình nhìn không quen. Cái thứ hai nữa là giá thành của Blockchip 2 nó đang cao, nó không có rẻ. Đó, nó đang rất là cao. À, vì cái mẫu gai hiện tại là nó chuyển qua cái mẫu gai mới, thành ra cái giá thành của nó cũng tăng lên vì chất lượng nó đã lên rất là nhiều nha các bạn. Đó, cao cấp rất là nhiều. Còn Blockchip 1 thì hiện tại là giá đang rất là ổn, phù hợp cho túi tiền khu vực miền Trung của mình. Thành ra các bạn nào có nhu cầu lắp ráp thì các bạn tranh thủ đến cửa hàng của mình. Cửa hàng của mình sẽ free con lắp, và ngoài ra thì cửa hàng của mình sẽ tặng cho các bạn bố trước hay bố sau khi các bạn lắp một cặp tại cửa hàng của mình. Thì Blockchip 1 thì bên mình hiện tại là đang có từ size 70 cho đến 180 nha các bạn, 70 đến 180 đầy đủ hết tất cả các size. Thì các bạn ghé qua địa chỉ 169 171 Lê Độ các bạn lắp ráp đó. Còn Blockchip 2 thì bên mình hiện tại chỉ có những cái size bằng nhỏ, còn những cái size lớn như là 120 190 rồi thì bên mình vẫn chưa có hàng, vì hiện tại mình đang ra hàng cái sản phẩm này. Thì cái video ngày hôm nay chủ yếu là mình sẽ thông báo cho các bạn là cái sản phẩm nó gần hết, để các bạn nào có ý định thay lốp các bạn cũng tranh thủ sắp xếp sớm, chứ vì hiện tại bây giờ là hàng nó khan hiếm lắm. Bây giờ mình cũng ngừng giao sỉ cho tất cả các đại lý rồi, mình chỉ bán lẻ thôi để phục vụ cho khách hàng của mình. Nên đây các bạn nào mà có ý định muốn lắp lốp Michelin Blockchip 1 thì nên tranh thủ thông qua video clip này, các bạn hãy ghé đến cửa hàng của mình. Thì mình sẽ có một cái video khác để mình nói cặn kẽ về những cái tính năng ưu việt của sản phẩm Blockchip 2 cho các bạn. Thì các bạn thấy hay thì bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận những video mới của cửa hàng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.